Chào anh em, hôm nay thì mình xin giới thiệu tới anh em dòng Curado MGL 71HG. Thì hôm nay thì mình sẽ nói sơ sơ về những cái vấn đề mà có nhiều anh em thắc mắc, tại vì những cái thắc mắc này thì mình cũng cũng đi thắc mắc, mình cũng riêng cá nhân mình thì mình cũng thắc mắc, thì mình vẫn đi hỏi lại, đi hỏi thì sẽ mới lòi ra. Thì bây giờ mình sẽ nói cho giới thiệu tới anh em dòng Curado MGL 71HG. Thì trước tiên á, thì cái con này mình đánh giá ngoại hình của nó là nhỏ gọn, cầm hết trên tay, cầm rất là êm tay. Không, anh em cầm có thể là anh em cầm gắn lên cần nó ôm hết cây cần luôn. Đây, mình cầm thử xíu. Đấy không? Mấy anh em cầm mà cầm hết tay. Cầm cảm giác là nó chắc chắn. Đấy. Anh em xin lỗi nha. Các bạn, cái chỗ làm việc của mình nó hơi bị bầy hài gì tí. Đấy. Thì cái câu hỏi trước tiên thì cái con MGL này nó khác những cái dòng Colorado bình thường như thế nào? Thì thứ nhất mình nói về MGL đi. MGL là được cải tiến vừa ném mồi nặng được. Ném ném mồi nặng là cái chuyện bình thường rồi, nhưng mà vừa ném mồi nhẹ được, ném mồi nhẹ được. Thay vì ngày trước á thì nó chưa cái ra cái bản MGL á, thì mấy anh nó chỉ có ra có hai dòng là HG hoặc là BFS dành cho mồi nhẹ. Còn bây giờ thì nó cải tiến thêm chút xíu nữa là vừa một một dòng máy vừa mồi nhẹ và mồi nặng cho anh em. Cho nên là một một máy anh em có thể chơi thể loại được hai thể loại là mồi nặng và mồi nhẹ. Ha. Thì nó sẽ được cải tiến là đây. Đây là một cái bản giấy mà giới thiệu nó lằng tằng đối với người Việt Nam chúng ta. Thì đối với những cái người mà ít hiểu biết như mình thì mình chỉ xem một vài cái giới thiệu sơ ở trên máy. Thì máy thì MGL là spool. Riêng riêng là mình thích cái gì spool nhất là vô dây lớn cũng được, dây nhỏ cũng được. Thường thường máy này vô dây 1 chấm hoặc 1 chấm 5, ý 1 chấm 5 hoặc 2 chấm là ok. Và thêm thứ hai đó là công nghệ S3D. Công nghệ S3D là chống rung rắc, máy sẽ tốt hơn. Và công nghệ thứ ba là hai gen body là được cải tiến thêm cho dòng máy là cứng cứng cáp hơn, nhìn anh em cảm thấy chắc chắn hơn. Thắng là thắng SVS nha anh em. Còn Myromoon là bánh răng. Và bạc đạn thì SRB là bạc đạn chơi nước mặn. Đấy, thì những cái dòng máy này thì riêng cái dòng này thì anh em vẫn chơi chơi nước mặn được nha. Nó vẫn kháng mặn, nhưng mà theo mình thì anh em mình chơi và anh em mình nên rửa máy, vệ sinh máy thì nó sẽ tốt nhất hơn. Rồi, bỏ giấy này qua một bên. Đánh giá về những cái chi tiết mà của máy thì máy được thiết kế rất là, nói chung là hầm hố, nhỏ gọn. Đây là một con máy mà anh em có thể là vừa đánh lóc được, mà anh em vừa có thể là đánh 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 chẽm được. Đánh chẽm là những cái dòng mà thì chắc anh em chơi chẽm thì anh em biết một số có thể là chắc chắn là mình nghĩ là anh em chơi một số số con mồi nhỏ, ví dụ như là 4 gram, 5 gram hoặc là 3 gram vẫn được. Đấy, thì riêng mà dòng máy này là nó hỗ trợ mấy anh em đánh mồi nhẹ hết. Thì khác với những con máy kia là
khác với con máy là những cái dòng máy khác, ví dụ như là rắc đi, những dòng Curado DC, riêng dòng Curado DC thì rắc 5 kg, hình như là vậy, mình nhớ không lầm. Tại này hồi nãy trước khi lên cái video này thì mình cũng không có tham khảo trước cái dòng Curado DC nữa, cho nên là bây giờ mình chỉ nhớ nhớ theo quán tính của mình là Curado DC là 5 kg, rắc 5 kg. Hồi nãy mình tham khảo luôn cho nó tiện, anh em thông cảm nha. Sorry. Đúng rồi anh em ơi. Cái dòng Curado DC á, trên bảng của mình là nó khác với con này nó sẽ chắc chắn hơn là rắc 5 kg, còn con Curado DC nó chỉ có, con này là 5,5 kg nha anh em, còn con Curado nó chỉ có 5 kg thôi. Còn nói về trọng lượng thì con này nó là 195 gram, và còn con Curado DC nó 225 gram lần. Còn bạc đạn của con Curado MC71HG này nó 8 bạc đạn và cộng 1 bạc đạn trả ngược. Mà còn con Curado DC nó chỉ có 6 cộng 1 thôi. Cho nên thì mình nghĩ đây là một cái con máy mà anh em nên chơi. Chơi vẫn hay hơn là dòng Curado DC. Thứ nhất mình nói về mình là người Việt Nam thì mình nhìn gọn vào thứ nhất nè. Là hơn được nửa ký. Cái thứ hai nó hơn số lượng, nó hơn lực tải, nhưng mà nó nhẹ hơn rất là nhiều, nó tương đương nhẹ với 30 gram lần. Bạc đạn thì con kia nó 6, con này nó tới 8 cộng 1, con kia 6 cộng 1, con này tới 8 cộng 1. Thấy vậy chứ mà mình không nghĩ là nó khỏe đến mức như vậy. Rồi thôi ok anh em, mình ok chào anh em nhé. Quên nữa, thì cái giá hiện tại của con này ngày 19 tháng 7 năm 2021, giá con này mình đang bán ở cửa hàng là 4 triệu, chưa bao gồm phí ship anh em nha. Nếu anh em có nhu cầu thì ủng hộ mình. Nói chung là mùa Covid mà mình ít có đi câu lắm, cho nên mình sẽ chuyển qua làm nói sơ những cái dòng máy này cho anh em biết cái gì nói đó nha, chứ mình không có phải là dân chuyên nghiệp hoặc này kia. Tại vì thật sự mà nói thì có thể là mình nói ra có thể là anh em sẽ cười mình, nhưng mà thật sự mình cũng mới chuyển qua mấy ngày đây, cho nên là có một số vấn đề thì có một số dòng anh em mình có thể trao đổi với nhau. Vậy nha anh em nha, cảm ơn anh em.